Tạo hình mới của Nhậm Gia Luân và Địch Đại Nhật Ba trong Ngự Giao Ký, fan trông chờ lên sóng từng ngày. Nhật Ba và Gia Luân lên hot shot khi tạo hình mới trong Ngự Giao Ký bị leak. Mới đây đoạn video ngắn hé lộ tạo hình mới của Nhậm Gia Luân và Địch Đại Nhật Ba trong phim Ngự Giao Ký đã thu hút rất đông sự quan tâm từ phía khán giả. Vừa nằm trong top phim được mong chờ nhất 2022, từng động thái mới của đoàn phim đều được khán giả chú ý. Cách đây không lâu, hai video leak tạo hình của Nhậm Gia Luân và Địch Đại Nhật Ba trong Ngự Giao Ký đã ngay lập tức trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội. Cụ thể, video với dòng hashtag Địch Đại Nhật Ba giữ quân sơ tương thức, leak tạo hình áo đỏ đã leo top 7 hot search bảng giải trí và top 34 bảng chung thời điểm đó. Trong video, Địch Đại Nhật Ba diện y phục màu đỏ nổi bật, nhan sắc xinh đẹp ngút ngàn. Tiếp theo, một video khác gây sốt không kém chính là Nhậm Gia Luân với tạo hình cực ngầu. Dòng hashtag Nhậm Gia Luân leak video trong giữ quân sơ tương thức leo lên top 3 hot search ngay trong đêm. Trong video, nam chính của phim đang tập trung chuẩn bị cho cảnh quay. Anh chàng tranh thủ vận động một chút trước khi ghi hình. Về phần tạo hình, Nhậm Gia Luân diện y phục màu đen, tóc bối cao, gương mặt đầy sự lạnh lùng. Ngự Giao Ký được cải biên từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương. Phim chủ yếu kể về câu chuyện của ngự linh sư Kỳ Vân Hòa và giao nhân người cá Trường Ý vượt qua gông cùm, cùng trải qua ngàn khó vạn hiểm nguy. Sau cùng họ cũng nên duyên bên nhau, cùng nhau chung tay bảo vệ muôn dân, gác lại chuyện thường tình. Cách đây không lâu, bộ phim đã chính thức lấy được giấy phép phát hành. Đây là thông tin khiến người hâm mộ vô cùng mừng rỡ. Theo một số nguồn tin, phim dự kiến sẽ lên sóng trong tháng 3 tới đây. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!